Thưa quý vị, thời gian đến, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục mở thêm một số hoạt động, đồng thời tích cực tiếp nhận và giải quyết xử lý các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Thông tin được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết ngay sau hội nghị đối thoại doanh nghiệp diễn ra vào chiều nay. Thì trước cái tình hình dịch COVID-19 nó diễn ra tại thành phố Đà Nẵng thì rất là nhiều doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng gặp rất là khó khăn. Trước cái tình hình đó thì nhằm chia sẻ, lắng nghe những cái đề xuất của doanh nghiệp thì lãnh đạo thành phố cũng tổ chức cái buổi đối thoại này. Và qua cái buổi đối thoại này chúng tôi cũng ghi nhận được rất là nhiều ý kiến rất là tốt, cũng như những cái góp ý định hướng cho cái việc xây dựng cái kịch bản phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian đến. Những cái kiến nghị mà thuộc thẩm quyền của Trung ương thì chúng tôi sẽ tổng hợp và báo cáo đề xuất của Trung ương. Còn những cái chính sách, những cái đề xuất mà nó thuộc về trách nhiệm của Ủy ban thành phố thì chúng tôi cũng sẽ xem xét, giải quyết kịp thời. Nhất là những cái chính sách cần xin ý kiến của Hội đồng Nhân dân thì chúng tôi cũng sẽ sớm trình để làm sao có mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp là sớm vượt qua những khó khăn để mà phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của mình. Thời gian đến thì thành phố thì cũng sẽ xem xét cái tình hình và sẽ nới rộng một số hoạt động và theo đó cũng sẽ tạo điều kiện tối đa nhất để cho người dân cũng như là các doanh nghiệp mà tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.